Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2015, chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ tại thành phố San Jose, và bên cạnh chúng tôi là ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Ngày hôm nay có một buổi họp, một buổi sinh hoạt để bàn biện pháp đối phó. Ca sĩ Văn Đô Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện lại tại Bắc California. Xin ông Trương Thành Minh cho chúng tôi một cái điểm sơ lược về kết quả của phiên họp, những cái bước sắp tới đây cộng đồng sẽ xúc tiến như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán thính giả, tôi là Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali. Ngày hôm nay chúng tôi triệu một cái phiên họp rất là khẩn cấp, thông báo chỉ có trong vòng một ngày thôi. Thì chúng tôi cũng, mặc dù trong cái lúc mà có những cái lễ mẹ đang diễn ra ở những cái gia đình khắp nơi, nhưng mà quý đồng hương, quý vị đại diện các cái hội đoàn đã từng sinh hoạt với chúng tôi trong cái vấn đề chống cộng đã đến với chúng tôi, và chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực với nhau để tìm cái cách giải quyết những cái vấn nạn ở trong cộng đồng. Thì cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta xảy ra là Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trở lại sau bao nhiêu năm vắng bóng ở Bắc Cali này. Cái vấn đề này đã gây cái sự phẫn nộ trong cái dư luận cộng đồng, do đó chúng tôi đã triệu tập cái phiên họp khẩn cấp. Và trong cái phiên họp khẩn cấp này thì chúng tôi, các anh em, các hội đoàn cũng đã quyết định sẽ tổ chức một cái cuộc biểu tình để ngay cái địa điểm tổ chức, để mà nói lên cái tinh thần không chấp nhận cái khuôn mặt của Văn Nô Cộng sản là Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trở lại ở Bắc Cali này. Và nhưng mà trước đó thì quý đồng hương, quý đại diện các hội đoàn cũng có một cái quyết định là nên xúc tiến những cái bước chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị biểu tình, tuy nhiên cũng chuẩn bị gửi lên những cái bức thư phản đối đến các cái business xung quanh của cái nơi tổ chức đó, và gửi lên tất cả những cái quý vị dân cử, quý vị cảnh sát ở tiểu bang, ở cảnh sát của địa phương và cảnh sát ở Sunnyvale, cảnh sát của sheriff của Santa Clara, để báo cho họ biết rằng họ tìm cách can thiệp để ngăn chặn cái cuộc diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu không thì sẽ có một cái cuộc biểu tình là sẽ gây cái sự tai hại không những cho địa phương mà còn chính cái business của xung quanh cũng sẽ gây những cái sự tổn hại, và cảnh sát cũng sẽ tốn rất nhiều tiền của trong cái cuộc biểu tình, như là cuộc biểu tình đã diễn ra vào năm 2010 khi mà Đàm Vĩnh Hưng đến Santa Clara Convention Center để trình diễn vậy. Mời quý vị xem lại video cách đây 5 năm của cộng đồng người Việt tại Bắc California và Nam California biểu tình chống Văn Công Đàm Vĩnh Hưng và Lý Tống giả gái đột nhập vào rạp hát để dùng hơi cay xịt vào mặt Đàm Vĩnh Hưng. Chiều hôm qua, lúc 4 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2010, hàng trăm người từ Sacramento, Stockton, Fresno, Fremont, Milpitas, Portland, Hayward, San Francisco, San Jose tập trung biểu tình tại khu vực Santa Clara Convention Center để phản đối sâu nhạc Đàm Vĩnh Hưng trình diễn tại đây. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu Cao Quang Ánh đến từ Louisiana. Xin ông giới thiệu và cho biết lý do và mục đích của cuộc biểu tình này. Dạ, tôi là Võ Đại, ở bên tập thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng phía Bắc Hoa Kỳ. Cái lý do chúng tôi đứng ra tổ chức biểu tình hôm nay là bên tập thể luôn luôn yểm trợ tất cả các hội đoàn nào để chống tuyên vận Việt Cộng. Chúng tôi có ủng hộ và thấu hiểu, và chờ cho tới cận ngày mà không có ai đứng ra biểu tình được. Lý do là bên quân đội chúng tôi với tất cả là trên 20 hội đoàn khởi đầu để chúng tôi đứng ra tổ chức cuộc biểu tình để chống tuyên vận Việt Cộng. Và sau khi kêu gọi trong 24 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã lên được tới 33 hội đoàn. Tới bây giờ chúng tôi có 75 hội đoàn chống cộng ở trên đất nước Hoa Kỳ và 6 hội đoàn ở bên nơi tôi đại diện cho chúng tôi. Và giờ chúng tôi mạnh dạn đứng ra để kêu gọi và lập cuộc biểu tình hôm nay. Tôi ở San Francisco về đây tại vì ở đây có một cái đoàn văn công của Việt Cộng mà chính là cái tên Đàm Vĩnh Hưng, là tên Cộng sản. Tuy nói là chống cộng sản, con đi hát thì chúng tôi không thể chống, nhưng đằng sau của đó là một cái nghị quyết 36 muốn rung ngũ cộng đồng, muốn
chia rẽ nhiệm đỏ cộng đồng, cho nên mới đứng ra tổ chức để mà nó các tiếng hát ru ngụ cộng đồng. Chúng tôi chống cái thâm độc của nghị quyết 36 cộng sản đây. Khi mà Minh Dương được có một cái cơ hội sát cánh cùng các cô chú bác, các bậc trưởng thượng cũng như là các anh chị em để mà nói lên cái tiếng nói chống cộng của chúng ta, cũng như là chống cái sự tuyên vận bất công của cộng sản, bởi vì nếu mà có những cái sự tuyên vận như vậy đến với cái vùng đất tự do của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta, thì chúng ta sẽ luôn luôn đứng lên chống đối và chống đối cho tới cùng. Hôm nay mặc dù chúng tôi ở xa thôi, ở Tắc Tân lên lái xe đây là 2 tiếng hơn đồng hồ. Chúng tôi hiệp với Xanh Như Huy ở đây để là chống lại cái bọn kinh tài cho Việt Cộng. Tôi và anh em của hội đại biểu Bắc Cali đến đây để trực diện đương đầu với tụi văn công cộng sản đang tổ chức cái tối văn nghệ hôm nay. Cuộc biểu tình kết thúc vào lúc 7:30 tối cùng ngày. Trong lúc cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài, thì bên trong rạp khoảng giữa chương trình, khi Đàm Vĩnh Hưng ca xong một bản nhạc, thì có một phụ nữ cầm cây bông ve vẩy tiến đến sát sân khấu. Khi Đàm Vĩnh Hưng cúi xuống nhận cây bông, thì người phụ nữ xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, mọi người mới biết người phụ nữ đó là Lý Tống. Khoảng 18 phút sau đó, show nhạc vẫn tiếp diễn và kết thúc vào lúc 9:30 tối cùng ngày. Đoạn video quay trong rạp được trích từ YouTube do Vietland Post. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, Lý Tống sẽ ra tòa vào lúc 12 giờ trưa thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2010. Chúng tôi sẽ thông báo trên website vietbunvinh.org. Mời quý vị theo dõi. Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau khi hoàn tất thủ tục tại ngoại hầu tra, ông Lý Tống cùng đoàn người trong Ủy ban chống cộng Bắc Cali đi đến Nam Cali để tham gia vào cuộc biểu tình chống âm mưu văn hóa vận của Cộng sản. 30 người trong đoàn Ủy ban chống cộng Bắc Cali đã được ban tổ chức Ủy ban đặc nhiệm chống văn hóa vận của Cộng sản Việt Nam ở Nam Cali tiếp đón tại trụ sở đài truyền hình VHN. Tiếp theo là lễ xuất phát cuộc biểu tình. Và đang với đơn cũng như mũi dùi tấn công văn hóa vận là một trong những cái mũi tấn công đánh vào cộng đồng của chúng ta hải ngoại. Có cuộc đấu tranh tại Nam Cali để đập tan những âm mưu văn hóa vận của cộng sản Việt Nam đem đầu đà. Đang với đơn xin chào mừng tất cả mọi người. Nhưng mà nói lên được của cộng đồng Việt Nam chúng ta là chúng ta không chấp nhận những cái sự xâm nhập công khai, công khai hoặc là bất công khai của các viên chức của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi xin chúc mừng cũng như là chúc toàn thể quý vị trong cái cuộc biểu tình này thật thành công. Bao giờ còn chưa cộng sản Việt Nam thật tài đảng gì đất nước tâm nguyện cho chúng ta đàn áp người dân ở trong nước, thì ngày đó người Việt tị nạn cộng sản sẽ sát cánh bên nhau để chống lại bảo vệ cộng sản. Vào lúc 5 giờ chiều, mọi người lần lượt lên xe để đưa đến địa điểm biểu tình ở Anaheim Convention Center tại thành phố Anaheim. Bài học chúng không thể mọi cái lai mặt của một chúng từ trong nước ra để quấy cái cộng đồng của chúng ta
để ru ngủ những thành phần trẻ tuổi vô ý thức, cũng như để chia rẽ cộng đồng chúng ta. Bởi vì có những cái thành phần một số nhỏ sẵn sàng nối giáo cho giặc để đưa cái nghị quyết 36 cộng sản ra tại hải ngoại. Mày làm tay sai cộng sản nhục nhã vậy đó, ăn cơm quốc gia thờ ba cộng sản đồ khốn nạn, thèm hát và phải đi lén lút. Mày sang đây với Mỹ còn đi kiếm cơm cộng sản đồ khốn nạn. Phái đoàn Bắc Cali ra về lúc 7:30 tối cùng ngày, trong khi đoàn biểu tình tại đây vẫn còn tiếp tục. Cuộc vận động tẩy chay và cuộc biểu tình đã đạt được thành công qua hình ảnh sau đây được chụp trong rạp lưa thưa khán giả trong giờ chuẩn bị khai mạc. Mỹ Lợi tường trình từ Nam Cali xin thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, đã 5 năm qua, Đàm Vĩnh Hưng không dám xuất hiện tại San Jose. Nay Văn Nô này lại xuất hiện. Có phải bầu show nào đó và Đàm Vĩnh Hưng lại thách thức cộng đồng người Việt tại đây? Kính thưa quý khán thính giả, hôm nay ngày 9 tháng 5 năm 2015, chúng tôi đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ tại thành phố San Jose, và bên cạnh chúng tôi là ông Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc California. Ngày hôm nay có một buổi họp, một buổi sinh hoạt để bàn biện pháp đối phó. Ca sĩ Văn Đô Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện lại tại Bắc California. Xin ông Trương Thành Minh cho chúng tôi một cái điểm sơ lược về kết quả của phiên họp, những cái bước sắp tới đây cộng đồng sẽ xúc tiến như thế nào ạ? Kính thưa quý vị khán thính giả, tôi là Trương Thành Minh, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Bắc Cali. Ngày hôm nay chúng tôi triệu một cái phiên họp rất là khẩn cấp, thông báo chỉ có trong vòng một ngày thôi. Thì chúng tôi cũng, mặc dù trong cái lúc mà có những cái lễ mẹ đang diễn ra ở những cái gia đình khắp nơi, nhưng mà quý đồng hương, quý vị đại diện các cái hội đoàn đã từng sinh hoạt với chúng tôi trong cái vấn đề chống cộng đã đến với chúng tôi, và chúng tôi rất lấy làm vui mừng khi chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực với nhau để tìm cái cách giải quyết những cái vấn nạn ở trong cộng đồng. Thì cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta xảy ra là Đàm Vĩnh Hưng đã xuất hiện trở lại sau bao nhiêu năm vắng bóng ở Bắc Cali này. Cái vấn đề này đã gây cái sự phẫn nộ trong cái dư luận cộng đồng. Do đó chúng tôi đã triệu tập cái phiên họp khẩn cấp. Và trong cái phiên họp khẩn cấp này thì chúng tôi, các anh em, các hội đoàn cũng đã quyết định sẽ tổ chức một cái cuộc biểu tình để ngay cái địa điểm tổ chức, để mà nói lên cái tinh thần không chấp nhận cái khuôn mặt của Văn Nô Cộng sản là Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trở lại ở Bắc Cali này. Và nhưng mà trước đó thì quý đồng hương, quý đại diện các hội đoàn cũng có một cái quyết định là nên xúc tiến những cái bước chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị biểu tình, tuy nhiên cũng chuẩn bị gửi lên những cái bức thư phản đối đến các cái business xung quanh của cái nơi tổ chức đó, và gửi lên tất cả những cái quý vị dân cử, quý vị cảnh sát ở tiểu bang,
ở từ cảnh sát của địa phương và cảnh sát ở Sunnyvale, cảnh sát của Sheriff của Santa Clara để báo cho họ biết rằng họ tìm cách can thiệp để ngăn chặn cái cuộc diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Nếu không thì sẽ có một cái cuộc biểu tình là sẽ gây cái sự tai hại không những cho địa phương mà còn chính cái business của xung quanh cũng sẽ gây những cái sự tổn hại và cảnh sát cũng sẽ tốn rất nhiều tiền của trong cái cuộc biểu tình như là cuộc biểu tình đã diễn ra vào năm 2010 khi mà Đàm Vĩnh Hưng đến Santa Clara Convention Center để trình diễn vậy. Mời quý vị xem lại video cách đây 5 năm của cộng đồng người Việt tại Bắc California và Nam California biểu tình chống văn công Đàm Vĩnh Hưng và Lý Tống giả gái đột nhập vào rạp hát để dùng hơi cay xịt vào mặt Đàm Vĩnh Hưng. Chiều hôm qua, lúc 4 giờ Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2010, hàng trăm người từ Sacramento, Stockton, Fresno, Fremont, Milpitas, Portland, Hayward, San Francisco, San Jose tập trung biểu tình tại khu vực Santa Clara Convention Center để phản đối số nhạc Đàm Vĩnh Hưng trình diễn tại đây. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có dấu hiệu Cao Quang Ánh đến từ Louisiana. Xin ông giới thiệu và cho biết lý do và mục đích của cuộc biểu tình này. Dạ, tôi là Võ Đại, ở bên tập thể chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng phía Bắc Hoa Kỳ. Cái lý do chúng tôi đứng ra tổ chức biểu tình hôm nay là bên tập thể luôn luôn yểm trợ tất cả các hội đoàn nào để chống tuyên vận Việt Cộng. Khi tối và ngày hôm nay, cuộc biểu tình kết thúc vào lúc 7 giờ 30 tối cùng ngày. Trong lúc cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài, thì bên trong rạp khoảng giữa chương trình, khi Đàm Vĩnh Hưng ca xong một bản nhạc, thì có một phụ nữ cầm cây bông khoe vẫy tiến đến sát sân khấu. Khi Đàm Vĩnh Hưng cúi xuống nhận cây bông, thì người phụ nữ xịt hơi cay vào mặt. Sau đó, mọi người mới biết người phụ nữ đó là Lý Tống. Khoảng 18 phút sau đó, show nhạc vẫn tiếp diễn và kết thúc vào lúc 9 giờ 30 tối cùng ngày. Đoạn video quay trong rạp được trích từ YouTube do Vietnam Post. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, Lý Tống sẽ ra tòa vào lúc 12 giờ trưa thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2010. Chúng tôi sẽ thông báo trên website vietvuongvinh.org. Mời quý vị theo dõi. Mỹ Lợi tường trình từ Bắc Cali xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, sau khi hoàn tất thủ tục tại ngoại hầu tra, ông Lý Tống cùng đoàn người trong Ủy ban chống cộng Bắc Cali đi đến Nam Cali để tham gia vào cuộc biểu tình chống âm mưu văn hóa vận của Cộng sản. 30 người trong đoàn Ủy ban chống cộng Bắc Cali đã được ban tổ chức Ủy ban đặc nhiệm chống văn hóa vận của Cộng sản Việt Nam ở Nam Cali tiếp đón tại trụ sở đài truyền hình VHN. Tiếp theo là lễ xuất phát cuộc biểu tình. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng như mũi dùi tấn công văn hóa vận là một trong những cái mũi tấn công đánh vào cộng đồng của chúng ta hay gọi có cuộc đấu tranh tại Nam Cali để đập tan những âm mưu văn hóa vận của cộng sản Việt Nam. Tên đầu đàn Đàm Vĩnh Hưng xin chào tất cả quý mà nói lên được sức mạnh của cộng đồng Việt Nam chúng ta là chúng ta không chấp nhận những cái sự xâm nhập công khai, công khai hoặc là bất công khai của các viên chức của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và trong cái tinh thần đó, chúng tôi xin chúc mừng cũng như là chúc toàn thể quý vị trong cái cuộc biểu tình này thật thành công. Bao giờ còn chứ cộng sản Việt Nam trong tài đảng gì vẫn tiếp tục biển cho chúng ta đàn áp người dân ở trong nước, thì ngày đó người Việt tị nạn cộng sản sẽ sát cánh bên nhau để chống lại bảo vệ cộng sản. Vào lúc 5 giờ chiều, mọi người lần lượt lên xe để đưa đến địa điểm biểu tình ở Anaheim Convention Center tại thành phố Anaheim. Quay.
Cho lên cổ. Anh yêu tổ quốc, yêu dân tộc. Chúng tôi vô cùng xúc động. Xin có một món quà. Cho lên rồi. Cho lên cổ. Bài học chúng không thể mọi cái lai mặt của chúng từ trong nước ra để quậy cái cộng đồng của chúng ta, để ru ngủ những thành phần trẻ tuổi vô ý thức, cũng như để chia rẽ cộng đồng chúng ta, và vì có những cái thành phần chúng tôi có ủng hộ mà thôi. À, chờ cho tới cận ngày mà không có ai đứng ra biểu tình như vậy. Lý do là bên quân đội chúng tôi với tất cả là trên 20 bộ đoàn khởi đầu để chúng tôi đứng ra tổ chức cuộc biểu tình để chống chương trình Việt Cộng. Và sau khi kêu gọi trong 24 tiếng đồng hồ thì chúng tôi đã lên được tới 33 bộ đoàn. Tới bây giờ chúng tôi có 75 hội đoàn chống cộng ở trên đất nước Hoa Kỳ và 6 hội đoàn ở bên Âu Châu đại diện cho chúng tôi. Và chúng tôi mạnh dạn đứng ra để kêu gọi và lập cuộc biểu tình hôm nay. Tôi ở San Francisco về đây, tại vì ở đây có một cái đoàn văn công của Việt Cộng mà chính là cái tên Đàm Vĩnh Hưng, là tên Cộng sản. Tuy nói là chống Cộng sản, con đi hát thì chúng tôi không thể chống, nhưng đằng sau của nó là một cái nghị quyết 36 muốn ru ngủ cộng đồng, muốn chia rẽ nhiệm đỏ cộng đồng, cho nên mới đứng ra tổ chức để mà nó các tiếng hát ru ngủ cộng đồng. Chúng tôi chống cái thâm độc của nghị quyết 36 cộng sản đây. Khi mà Minh Dương được có một cái cơ hội sát cánh cùng các cô chú bác, các bậc trưởng thượng cũng như là các anh chị em để mà nói lên cái tiếng nói chống cộng của chúng ta, cũng như là chống cái sự tuyên vận bất công của cộng sản, bởi vì nếu mà có những cái sự tuyên vận như vậy đến với cái vùng đất tự do của người Việt tị nạn cộng sản của chúng ta thì chúng ta sẽ luôn luôn đứng lên chống đối và chống đối cho tới cùng. Hôm nay mặc dù chúng tôi ở xa thôi, ở tấp tân lên lái xe đây là 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi hiệp với sanh viên vui ở đây để là chống lại cái bọn kinh tài cho Việt Cộng. Ôi, và anh em của hội đại biểu Bắc Cali đến đây để trực diện đương đầu với tụi văn công cộng sản đang tổ chức.